Ronaldo rời bỏ câu lạc bộ Al-Nassr. Huấn luyện viên Luis Castro dẫn dắt câu lạc bộ Al-Nassr chỉ giành được một chiến thắng trong 8 trận giao hữu vì không có Ronaldo, sau khi mùa giải trước kết thúc với thất bại ở trận chung kết King Cup bởi Al-Hilal của Neymar. Ban lãnh đạo câu lạc bộ Al-Nassr đang không hài lòng với huấn luyện viên Luis Castro, và trận đấu siêu cúp sắp tới có thể là cơ hội cuối cùng để ông chứng tỏ khả năng của mình. Sau khi vắng mặt trong vài trận giao hữu gần đây, Cristiano Ronaldo dự kiến sẽ trở lại trong trận bán kết siêu cúp gặp Al-Tawaw vào ngày 14 tháng 8. Đội bóng của huấn luyện viên Luis Castro đã trải qua một mùa giải đáng thất vọng khi không giành được danh hiệu lớn nào. Câu lạc bộ Al-Nassr để mất chức vô địch Saudi Pro League vào tay Al-Hilal và kết thúc mùa giải với số điểm kém hơn đội của Neymar tới 14 điểm. Họ cũng thất bại ở siêu cúp Saudi Arabia, King Cup và bị loại ở tứ kết AFC Champions League bởi Al-Ain. Tuy nhiên, điểm sáng duy nhất là Cristiano Ronaldo lại có một mùa giải cá nhân xuất sắc, ghi kỷ lục 35 bàn thắng và 11 pha kiến tạo tại Saudi Pro League, nhiều nhất trong một mùa giải trong lịch sử giải đấu. Tổng cộng, anh đã ghi tới 44 bàn thắng và kiến tạo thêm 13 bàn trong 45 trận trên mọi đấu trường. Cristiano Ronaldo đã phá vỡ kỷ lục của cựu tiền đạo Al-Nassr Abdelrazzak Hamdallah, người đã ghi 34 bàn trong mùa giải 2018-2019 của Saudi Pro League. Mới nhất, câu lạc bộ Al-Nassr đã phải chịu thất bại nặng nề 0-3 trước đội bóng La Liga 2 UJ Almeria trong trận giao hữu gần nhất vào ngày 8 tháng 8 khiến người hâm mộ giận dữ. Dù không có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo và Aymeric Laporte, Al-Nassr vẫn tung ra đội hình xuất phát mạnh mẽ với các ngôi sao như Sadio Mane, Marcelo Brozovic và Otavio. Tuy nhiên, UJ Almeria tỏ ra là đội chơi áp đảo ngay từ những phút đầu tiên. Sau hàng loạt pha tấn công không ngừng nghỉ, đội bóng Tây Ban Nha cuối cùng đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn phản lưới nhà của Ali Lajami. Một quả tạt của cầu thủ chạy cánh Almeria đã chạm chân Lajami và đi vào lưới sau khi vượt qua tầm với của thủ môn. Chỉ 6 phút sau, Luis Javier Suarez đã nhân đôi cách biệt khi nhận bóng ngay ngoài vòng cấm và có không gian để băng lên. Tiền đạo người Colombia đã bình tĩnh tung cú sút sệt khiến Nawab An-Aki không thể cản phá, nâng tỷ số lên 2-0 cho Almeria. Bàn thứ 3 được ấn định bởi Seyamon, người đã đánh đầu chính xác sau một quả tạt chuẩn xác ở phút 60. Sau trận đấu, một cổ động viên cho rằng câu lạc bộ Al-Nassr sẽ không thể thắng nếu không có Cristiano Ronaldo. Chúng ta tiêu rồi, không có Ronaldo đội bóng này sẽ chẳng có gì. Một người khác đề nghị Ronaldo rời đội để cứu vãn sự nghiệp. Cristiano Ronaldo rời bỏ câu lạc bộ này đi. Họ sẽ không giúp bạn đạt được bất cứ điều gì. Một người khác nói, thật xấu hổ khi Al-Nassr không thể đánh bại đội bóng yếu Almeria. Một người khác khẳng định, không đội nào ở Saudi Arabia để thủng lưới muối mặt như Al-Nassr mỗi tuần. Thủ môn này đang làm cái quái gì mà để thủng lưới ba bàn như thế này? Quả thực, nếu không có ngôi sao sáng nhất là Cristiano Ronaldo, câu lạc bộ Al-Nassr dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình sau chuỗi kết quả đáng thất vọng ở loạt trận giao hữu.